Vợ chồng tỷ phú Bill Gates tuyên bố ly hôn sau gần 30 năm chung sống. Vợ chồng tỷ phú Bill Gates, một trong những cặp đôi vợ chồng giàu nhất thế giới, đã quyết định ly hôn sau 27 năm chung sống, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Được biết, cặp đôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc chung tại tổ chức từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Thông báo trên tài khoản Twitter, Bill Gates cho biết vợ chồng họ đã đắn đo suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ của mình rồi mới quyết định ly hôn. Trong 27 năm qua, cả hai đã cùng nuôi dạy ba người con tuyệt vời và chung tay xây dựng tổ chức từ thiện giúp mọi người trên thế giới có cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp hơn. Cả hai vẫn tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ từ thiện. Tuy nhiên, họ không còn tin có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời nên đã quyết định đường ai nấy đi. Ngoài ra, Bill Gates cũng mong muốn được giải quyết việc gia đình riêng tư, tránh dư luận soi mói quá nhiều. Hiện chưa rõ nguyên nhân ly hôn cũng như quyết định phân chia tài sản của cặp đôi. Nhiều người dự đoán việc này ắt sẽ rất khó khăn vì họ là một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới với khối tài sản chung ước tính khoảng 130 tỷ USD. Theo danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố đầu tháng trước, Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản trị giá 124 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phiếu Microsoft. Bản thân nam tỷ phú có thêm 26 tỷ USD nhưng vẫn bị tụt hai bậc, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Bill và Melinda là đồng chủ tịch và được ủy thác của tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, quỹ Bill and Melinda Gates. Quỹ có trụ sở tại Seattle, bang Washington, thành lập năm 2000. Theo số liệu tài chính mới nhất được công bố, quỹ từ thiện này hiện có tài sản ròng 43,3 tỷ USD. Từ năm 1994 đến năm 2018, Bill Gates và vợ đã quyên tặng tổng cộng hơn 36 tỷ USD cho quỹ. Quỹ từ thiện này đã tập trung vào sức khỏe cộng đồng, giáo dục và biến đổi khí hậu, với các khoản đóng góp từ hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine, xét nghiệm chẩn đoán và các phương pháp điều trị y tế tiềm năng cho đại dịch COVID-19, đến phát triển nhà vệ sinh chạy bằng năng lượng mặt trời. Đại diện của tổ chức từ thiện hiện chưa bình luận về cách thức hoạt động sau khi vợ chồng Bill Gates ly hôn. Bill Gates bỏ học Đại học Harvard để thành lập Microsoft cùng bạn học Paul Allen vào năm 1975. Gates sở hữu 49% cổ phần của Microsoft trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 1986, khiến ông lập tức trở thành triệu phú. Với sự phát triển bùng nổ của Microsoft, ông sớm trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Sau nhiệm kỳ điều hành giúp biến Microsoft thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Gates từ chức giám đốc điều hành năm 2000 để tập trung vào hoạt động từ thiện. Ông vẫn giữ chức chủ tịch cho đến năm 2014 và rời hội đồng quản trị vào tháng 3 năm 2020. Những năm gần đây, Bill Gates chủ yếu nói về nghèo đói, các sáng kiến y tế cũng như đại dịch COVID-19. Năm ngoái, quỹ Bill và Melinda Gates cam kết tài trợ khoảng 250 triệu USD để giúp chống đại dịch, gồm các khoản tiền để phân phối vaccine COVID-19 cho các khu vực châu Phi, cận Sahara và Nam Á. Cặp vợ chồng tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu, bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.